Xin chào tất cả anh em chơi radio các xét trên toàn quốc. Chương trình thời sự chiều nay hôm nay hôm lại tiếp tục về thêm được dòng đài Panasonic. Đấy, con này có model là RF-562, con này thì em bán rất chi là nhiều của nhà anh em nhé. Dòng này là radio không 3 băng tần nhá. Đây, 3 băng tần. FM này, mở với kép và S với kép nhé. Dòng này thì em bán rất chi là nhiều rồi. Thì anh được rất nhiều anh em trên toàn quốc mua ủng hộ. Đài rất đẹp, bao băng tần. Lâu lắm rồi nay mới có hàng về. Đài thì không có đài này. Đây là thân máy không có bao da nhá. Quay cho anh em xem. Nâng cao đời sống người dân, tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Hôm nay nó có thể cắm được nguồn điện 3,5V nhá. Đấy, dòng điện DC 3,5V. Đây đây là đằng sau. Đài và nó sử dụng hai pin đại. Đây, nó sử dụng hai pin đại nhá. Các bác mua đài thì em sẽ kèm gồm có đài này, bao da này, dây đeo này và đài nhá. Đấy, nó sử dụng hai pin đại Panasonic luôn. Đấy. Thì em để tháo ra một cái đây. Em sẽ tháo ra một cái để quay cho các bác xem được là cái mặt bên trong của nó nha. Rất đẹp này. Con này rất hợp với các bác nào mà mang đi câu cá này, hoặc là tặng cho các cụ này, hoặc là để đầu giường nghe này, tùy này. Gia đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã trao tặng 100 phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, dioxin ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố làm việc tại tỉnh Sơn La. Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông báo cáo một số thông tin tình hình của địa phương. Theo đó, 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt 23.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020. Đặng huy chú cho tổ chức đầu tư và huy động nhân lực hàng nghìn người ở các tỉnh phía Bắc đi khai thác mỏ. Còn khi phụ trách bố chính Quảng Nam, chính Đặng huy chú đề xuất chủ trương mở mang công nghệ chức năng đầy đủ cơ khí, mở xưởng đúc gang thép, chế tạo máy móc. Không phải ai khác, chính Đặng Huy Trứ là người tiên phong trong việc phát triển công nghiệp và thương nghiệp đối với nền kinh tế của nước nhà. Bằng những việc làm xưa, giá là 1.500.000 đồng các bác nhé. 1.500.000 đồng một con radio này rất hợp cùng việc làm cho các bác mang đi câu cá này, rồi để đầu giường nghe này, hoặc là tặng cho các cụ già này, rất hợp luôn. Máy bảo hành cho các bác một năm đấy, từ kể từ ngày mua. 3 băng tần, để em chuyển sang băng tần khác này. Công nghiệp nữa mà chẳng một ai học văn học và mỹ thuật hết. Đấy, em chuyển sang băng tần mò về kép nhé. Cũng may còn tìm ra được mấy kẻ cùng một chí hướng và lại còn cái chuyển băng nút chuyển băng tần là ở đằng sau đây các bác nhé. Cố nhiên bước thứ nhất là xuất bản một tờ tạp chí. Tên tạp chí phải có ý nghĩa là đời sống mới. Máy dùng hai pin đại rất tiện, còn mang ít nhiều không giống như những cái dòng dùng bên Trung. Bên Trung vừa mua đắt mà lại không phải cửa hàng nào cũng bán. Tất nhiên là họ cũng bán nhiều nhưng mà không phải cửa hàng nào cũng bán. Nhưng bên đại thì cửa hàng nào cũng có thể bán. Cũng đánh tháo nó. Các cây nước ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kênh nước ngoài nhá. Đấy. Như vậy hình như đã có công hiệu, tôi không còn sảng khoái hiên ngang như hồi còn niên thiếu nữa. Hồi quán X có ba gian, tương truyền trước kia từng có người đàn bà treo cổ chết. Giá bán là 1.500.000, máy này bao da dây đeo này và một đôi pin nhá. Đấy, để rồi các bác thử dài và các bác nghe luôn. Và mất tiền mua bia cổ. Bạn bè ít ai lui tới trong bia cổ. Em đã test đầy đủ các cái kênh và các cái sóng và các cái băng tần của nó rồi. Đấy, bác nào mà thiện chí thì kết bạn hoặc là gọi cho em theo số điện thoại, kết bạn Zalo hoặc Facebook, hoặc là gọi cho em theo số điện thoại 0867029505. Giá 1.500.000 đồng. Đấy, chưa bao gồm phí ship. Đấy, là bao gồm đài này và một đôi pin đầy đủ giống như thế này. Các bác cứ nhận hàng, kiểm tra, test thử thoải mái rồi thanh toán cọc cho em một vài trăm lại thanh toán cho em nhé. Ok đó anh em. Cảm ơn tất cả anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.